Thực chất quá trình sau là điện phân với nước. Đầu tiên là điện phân dung dịch bazơ mạnh, ví dụ điện phân dung dịch NaOH. Ta có đi về cực dương anode thì có OH trừ và nước. Đi về cực âm cathode thì chúng ta sẽ có Na cộng và nước. Tại cathode thì nước sẽ nhận hai electron thành hai OH trừ và khí hydro. Ở cực dương, 4 OH trừ cho 4 electron thành hai nước và cộng cho khí oxy. Thực sự A là số mol electron ở bên cathode thì A cũng là số mol electron bên anode. Sau đó ta thấy số mol OH trừ sinh ra bằng số mol OH trừ mất đi, bởi số mol OH trừ không đổi thì dẫn tới là số mol Na sẽ không đổi. Vậy, thực chất quá trình điện phân dung dịch NaOH ở trên là quá trình điện phân nước, hay mở rộng ra là điện phân các bơ giờ mạnh là điện phân nước. Chúng ta sẽ có phương trình điện phân là nước điện phân ra H2 và 1 phần 2 khí oxy. Tiếp theo là điện phân dung dịch axit mạnh, ví dụ như điện phân dung dịch axit sulfuric. Đi về cực dương anode, chúng ta có S42 trừ và nước. Đi về cực âm cathode, chúng ta có H cộng và nước. Tại cực dương chúng ta có nước cho 4 electron thành 4H cộng và khí oxy. Tại cực âm thì 2H cộng sẽ nhận 2 electron thành hydro. A là số mol electron trao đổi. Vậy thì bên anode cũng là A mol. Vậy thì chúng ta thấy là số mol H cộng sinh ra bằng số mol H cộng mất đi, có nghĩa là số mol H cộng sẽ không thay đổi. Thì dẫn tới là số mol của H2S4 sẽ không thay đổi. Vậy, thực chất quá trình điện phân dung dịch các axit mạnh, và đồng thời là phải có oxy. Có oxy ví dụ như là các axit như là H2SO4, HNO3 thì thực chất là quá trình điện phân nước mà thôi. Chúng ta dùng quá trình điện phân là nước điện phân ra khí hydro và khí oxy. Tiếp theo là điện phân dung dịch muối, ví dụ như điện phân dung dịch là natri sunfat. Chúng ta có natri sunfat, đi về cực dương anode thì có S42 trừ và nước. Đi về cực âm thì có Na cộng và nước. Quá trình xảy ra các định cực như sau. Tại cực dương thì nước sẽ cho 4 electron thành 4H cộng và khí oxy. Ở cực âm thì nước nhận 2 electron thành 2 OH trừ và hydro. Giả sử số mol electron trao đổi là A, thì bên anode cũng là A mol. Chúng ta thấy là số mol H cộng và OH trừ trung hòa lẫn nhau vì đều là amon, dẫn tới là số mol của natri sunfat sẽ không thay đổi. Vậy ở thực chất quá trình điện phân các muối, mà trong đó ion dương kim loại không bị điện phân và ion âm cũng không bị điện phân thì thực chất cũng là quá trình điện phân nước mà thôi. Và chúng ta sẽ có dung dịch điện phân, chính là nước điện phân ra khí hydro và 1 phần 2 khí oxy.